Thật ra với em thì ngay từ đầu á, thật ra với Châu thì ngay từ đầu khi mà mình được Miss Cosmo Việt Nam trao cho mình cái trọng trách đó thì bản thân mình cảm thấy mình cũng có hồi hộp một chút xíu, bởi vì với Châu đây là một cái hành trình rất mới. Mà Châu thực sự mà nói thì để mà có thể hình dung hết tất cả những cái công việc mà một giám đốc quốc gia cần phải làm để chuẩn bị cho đại diện của mình thật là tốt khi mà bạn đến với bất kỳ đấu trường nhan sắc nào trên thế giới, thì đó là một cái trọng trách rất là lớn. Và với Châu khi mà mình nhận được lời thì mình suy nghĩ cũng rất là nhiều, mình cũng đắn đo rằng, bởi vì mình sợ là nếu như mà mình không có đủ khả năng hoặc là mình làm không tốt thì đại diện của mình sẽ không có được cái sự chuẩn bị tốt nhất khi mà bạn đến với đấu trường thế giới. Cho nên là cũng suy nghĩ khá là dài, một khoảng thời gian rất là dài, nhưng mà cuối cùng thì tâm sự với Xuân Hạnh nhiều nè, rồi mình được Châu được nghe và được chia sẻ từ phía tổ chức của Miss Cosmo, thì mình quyết định là với những cái kinh nghiệm mà mình đã có, với những cái sự quan sát và những cái mối quan hệ mà Châu đang có, thì Châu tin là mình sẽ có thể giúp cho đại diện của Việt Nam, đặc biệt là Xuân Hạnh ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ có được một hành trang và một sự chuẩn bị tốt nhất, làm sao để các bạn để bạn tự tin nhất khi mà bạn đến với đấu trường của Miss Cosmo 2024. Hiện tại thì Xuân Hạnh đã hoàn thiện những cái kỹ năng gì rồi, và cần phải hoàn thiện thêm những kỹ năng gì nữa để trước khi bước vào chương trình? Thực ra nếu mọi người theo dõi hành trình của Xuân Hạnh, bạn là một cô gái rất là mới. Bạn cũng còn rất là trẻ và gần như là trước đây bạn không có bất kỳ một cái kinh nghiệm gì cho cái đấu trường sắc đẹp. Và khi mà bạn đến với lại Miss Cosmo Việt Nam thì đó là một cơ duyên may mắn, và bạn được trở thành người chiến thắng và đại diện Việt Nam trong năm nay. Thì thật ra là Hạnh là một cô gái, một viên ngọc thô, cần phải dũa ở tất cả mọi mặt, từ cả kỹ năng khai quốc của bạn, từ cả hình thể của bạn, về cả kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng ứng xử. Và đặc biệt là lần này là đại diện đầu tiên của Việt Nam tại Miss Cosmo, thì cái áp lực dành cho Xuân Hạnh nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Bởi vì Châu nghĩ rằng là đây là vô hình chung cái áp lực chung dành cho tổ chức Miss Cosmo luôn, bởi vì lần đầu tiên mình ra mắt mà, lúc nào mình cũng sẽ phải làm một cái phiên bản tốt nhất, làm sao để mình có thể thuyết phục khán giả và thuyết phục được cái tình cảm của khán giả dành cho mình trong cái hành trình của mình. Thì hiện tại với Châu nha, Xuân Hạnh là một cô gái có năng lượng rất là trẻ, và bạn học hỏi rất nhanh. Cho nên là hiện tại kỹ năng cách quốc của bạn, nếu như mọi người có xem những show gần đây Xuân Hạnh cách quốc, mọi người cũng thấy rằng là bạn đã cải thiện khá là nhiều kể từ đêm chung kết trên sân khấu của Miss Cosmo Việt Nam. Và thứ hai là với những cái dự án cộng đồng mà Hạnh đang làm, chuẩn bị được ra mắt, thì Châu tin rằng là khi mà cái dự án này được ra mắt với khán giả, mọi người cũng sẽ đón nhận và sẽ hiểu được là vì sao Xuân Hạnh chọn dự án này cho mình. Và thứ ba nữa là ở thời điểm hiện tại, Xuân Hạnh cũng đang dần cải thiện những cái kỹ năng về phỏng vấn và tiếng Anh của mình. Thì bây giờ Châu cũng khá là tự tin khi mà để Hạnh có thể giao tiếp nè, gặp gỡ và kết nối với tất cả các đại diện trên thế giới, để bạn có thể giới thiệu về những nét đẹp của thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là Việt Nam đến với mọi người. Kỳ vọng của tổ chức Miss Cosmo Việt Nam hướng đến Xuân Hạnh, cái thành tích cuộc thi năm nay là như thế nào? Thật ra mình chia sẻ thẳng thắn một chút, mình cũng mong muốn rằng là khi mình gửi đại diện đi thi, đại diện của mình sẽ thứ nhất là tạo được ấn tượng tốt, thứ hai là bạn sẽ đạt được vị trí như kỳ vọng, và cái điều cao hơn nữa là mình có thể chạm tay được tới Vương miện. Đó là một cái gọi là một cái mục tiêu mà gần như Châu tin rằng là khi mà mình gửi đại diện của mình đi thi, mình đều mong muốn chuyện đó. Tuy nhiên ở thời điểm này, Ngọc Châu chỉ hy vọng Xuân Hạnh sẽ là một cô gái thực sự tận hưởng cái hành trình của mình, và Xuân Hạnh sẽ tận dụng cơ hội này để mà quảng bá, giới thiệu Việt Nam nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế. Và Châu tin rằng là đây cũng là cơ hội để cho Hạnh có thể cho mọi người thấy rằng là Việt Nam mình đẹp như thế nào, con người Việt Nam mình tốt ra sao, và thân thiện cũng như là rất là cởi mở chào đón mọi người như thế nào. Ở cái vị trí giám đốc quốc gia của Miss Cosmo Việt Nam ấy, thì với Ngọc Châu, riêng cá nhân Ngọc Châu cảm thấy mình đã thỏa mãn hay chưa, và một cái tham vọng trong cái môi trường giải trí Ngọc Châu là nó còn tiến xa như thế nào? Với Châu nha, đây không, ban đầu nó không phải là một mục tiêu mà Châu hướng đến. Sorry mọi người, mình có thể đây là câu cuối nha, tại vì Châu còn ở trên kia. Với Châu, vị trí giám đốc quốc gia thực sự mà nói thì ban đầu nó không nằm trong kế hoạch hay dự định của Châu, trong việc mà mình phát triển với cái đam mê và mình có thể gọi là một ngành nghề sắc đẹp của mình. Tuy nhiên thì nó đến với Châu như là một cơ duyên và là một cơ hội. Thì Châu sẽ tận dụng tốt cơ hội này, làm sao để có thể kết nối nè, chuẩn bị cho đại diện của Việt Nam của mình có một cái hành trang tốt nhất khi đến với lại của video Miss Cosmo Thế Giới. Và với Châu thì cái hành trình này nó là hành trình mới, tuy nhiên thì nó sẽ không dừng lại ở đây đâu. Mình sẽ có một cái tầm nhìn xa hơn, và Châu mong muốn rằng là trong thời gian sắp tới á, những dự án của mình nè, hoặc là những cái dự án mà mình sắp sửa công bố sẽ được mọi người đón nhận. Và nếu mà nói về xét về cái lĩnh vực hoạt động nghệ thuật thì Châu cũng mong muốn rằng là mình có thể phát triển xa hơn ở vai trò hosting, MC, hoặc là có thể bén duyên với màn ảnh chẳng hạn. Ok, cảm ơn mọi người.